mọi đường quê hương, Chúa giao truyền chân lý tình thương. Ai nghe đều tán thành và thân phục lời Chúa vang danh. Nhưng do lòng thành kiến về danh phận gia thế tổ tiên, liền quay lại coi thường, không tin nhận đấy Chúa tình thương. Tại vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang vinh. Kìa vào thời Elia, biết bao người đói khát gần xa, những riêng bà quá phù được phúc lộc của sứ ngôn trao. Hay phong quỳ nào thiếu, nhưng chưa lành riêng mỗi vị quan. Vì đâu cần danh phận, hãy thân cận khi Chúa dù thương. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên. Buông lời tiếc nuối rằng khi tiên tri được chấp nhận, thật hiếm vận tài chính quê hương. Con xin người chỉ hướng, đừng coi thường thân thế một ai. Dù danh hèn vô tài, không e ngại quá khứ hậu lai. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý. Tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý. Tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới.
dạy Thiên Chúa